Let us sit comfortably, easily. And close your eyes with a big smile. Hãy ngồi thoải mái và nhắm mắt lại với một nụ cười thật tươi. And breathe out. Hít vào. Rồi thở ra. Again, breathe in. Một lần nữa, hít and vào. Breathe out. Rồi thở ra. Let's take our attention to our nostrils. Through these nostrils, we have experienced hướng sự chú tâm của ta đến many hai cánh mũi. In our lifetime. Nhờ mũi, chúng many ta được trải nghiệm nhiều mùi hương trong cuộc sống. We have experienced có rất nhiều mùi khác nostrils. Nhau, cả mùi hôi. We have identified food and fruits and other things, chúng ta flowers, nhận ra đồ ăn, through these trái cây nostrils. Và những thứ khác. This những moment, hoa, we are not interested in smelling anything. Khoảnh khắc này, ta không hứng thú với việc ngửi bất cứ mùi hương nào. Nostrils. Hãy the để mũi của ta được nghỉ ngơi, để cho khứu giác được nghỉ ngơi. Let's take a deep breath in. Hít vào một hơi thật sâu. Rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Now let's take our bây attention giờ, to our hướng eyes. Cảm nhận đến đôi mắt. Become hãy aware of your đôi eyes. Mắt của chúng ta. These tiny eyeballs have seen so much. Nhãn cầu all nhỏ bé này đã nhìn quá nhiều trong những năm qua. Other than ngoài the trừ time lúc we ta sleep, ngủ, còn lại we keep ta cứ luôn nhìn at things mọi thứ xung all quanh. Around us. We see the vast sky being reflected in the tiny retina in this eyeballs of ours. We have seen so many movies, so many events, incidences, pleasant and unpleasant, and nothing has stayed till now. Chúng ta nhìn thấy bầu trời bao la được phản chiếu thông qua võng mạc của mắt. Now, for a while, for a little time, we will not see anything, we are not interested in seeing anything now when we are meditating. Let us give deep rest to our eyes. Chúng ta đã xem nhiều bộ phim, nhiều sự kiện. Dù có tinh khôi, dễ chịu hay không, thì không thứ gì còn ở lại đến tận bây giờ, khoảnh khắc này đây. Bây giờ, trong lúc ngắn ngủi này, chúng ta sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không hứng thú nhìn bất cứ thứ gì khi ta đang thiền định. Hãy để cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Let's take a deep breath in and breathe out. Take your mind away from your eyes. Now let's place our attention on our mouth or in our mouth, your tongue and the saliva in the mouth. Ta đưa tâm trí rời khỏi đôi mắt. Giờ thì hướng sự chú ý về phía miệng, lưỡi và nước bọt bên trong miệng. The force of your tongue has informed you the taste of food. You have tasted all type of foods, many different type of foods.
tons and tons of food has passed through this little mouth of ours. Per day, 2 to 3 kilos of food has gone inside through this mouth. In your lifetime, several truckloads of food has entered your mouth. This moment, we are not interested in tasting anything or speaking anything. Through this mouth, many words have come out. Pleasant, unpleasant. But now let us give rest to this tongue, the mouth. Các nang của vị giác cho ta biết vị của đồ ăn. Ta đã nếm được rất nhiều loại đồ ăn. Rất nhiều loại đồ ăn, hàng tấn thức ăn đã được đưa vào miệng của chúng ta. Mỗi ngày có khoảng 2 đến 3 ký thức ăn đã được đưa vào cơ thể thông qua miệng. Trong đời ta, rất nhiều xe tải đồ ăn đã đi vào miệng của mình. Khoảnh khắc này, chúng ta không hứng thú nếm bất cứ thứ gì hay nói bất cứ điều gì. Thông qua miệng, rất nhiều ngôn từ, cho dù dễ chịu hay khó chịu, đã được nói ra. Nhưng bây giờ, hãy để lưỡi và miệng được nghỉ ngơi. Let us give some rest to this mouth now. Hãy để miệng được nghỉ ngơi. And let's take our attention to the skin which covers this entire body. Và hướng sự chú ý đến vùng da bao quanh cơ thể ta. And breathe out. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra, chúng ta thư giãn nhiều hơn nữa. Our body of bones and muscles are being covered with this fine skin, which is making it look beautiful. The skeleton, bones, nerves, muscles are all kept intact and made beautiful by our skin. Through this skin, we have experienced many experiences, the pleasant, hot or cold, soft and gentle, all different kind of touches. So many experiences our skin has given us. Now, this moment, let us give rest to our skin. Take a deep breath in and breathe out and let the skin relax, recuperate and be by itself without any external contact. Khung xương và những múi cơ được bao bọc bởi lớp da tốt nên trông thật xinh đẹp. Khung xương, xương, dây thần kinh, múi cơ đều được giữ nguyên vẹn và đẹp đẽ nhờ có lớp da. Nhờ có lớp da mà chúng ta có thể trải nghiệm được nhiều thứ. Những cái chạm khác nhau như thoải mái, nóng, lạnh,
mềm mại và dịu dàng. Rất nhiều trải nghiệm mà làn da đã trao cho ta. Bây giờ, trong khoảnh khắc này, hãy để cho làn da được nghỉ ngơi. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra, để cho làn da được thư giãn, phục hồi và bình yên, không cần bất cứ tiếp xúc ngoại cảnh nào. Now we'll take your attention to our ears, sense of hearing. Bây giờ chúng ta sẽ đưa sự chú ý đến vùng tai, thính giác. Become aware of the thin eardrums, which reverberates and gives you a lot of messages. The sound can make your head boil. It can raise your temperature. The sounds can make you happy or can make you depressed. You have heard compliments and insults. You have heard pleasant and unpleasant things through these ears. You have heard knowledge and you have heard jokes through these ears. Nothing has stayed. Everything has disappeared and dissolved. Cảm nhận hai màng nhĩ mỏng manh đang mang lại âm vang và gửi đến ta nhiều thông điệp. Âm thanh có thể khiến ta nóng bừng, khiến nhiệt độ của ta gia tăng. Âm thanh có thể khiến ta hạnh phúc hay đau khổ. Ta đã nghe nhiều lời khen và nhiều lời chê. Ta đã nghe nhiều điều dễ chịu và không dễ chịu thông qua đôi tai này. Ta đã nghe kiến thức và đã nghe lời đùa cợt thông qua đôi tai này. Không có điều gì ở lại, mọi thứ đều biến mất và this moment we keep aside all the tendency to hear anything, including the instructions now being given for meditation. Let go of all that connected with ears, the sound, and let the ears have deep rest. Let go. Khoảnh khắc này, chúng ta để việc lắng nghe qua một bên. Chỉ cần lắng nghe lời dẫn thiền lúc này đây. Còn lại, hãy buông bỏ hết tất cả những thứ kết nối với đôi tai, với âm thanh. Và hãy để đôi tai được đắm chìm, nghỉ ngơi. Hãy buông bỏ và buông bỏ. Let go of everything, all efforts, including wanting to hear. And buông bỏ mọi thứ, mọi nỗ lực, and relax, bao gồm cả mong muốn được nghe. Hãy thư giãn và thư giãn nhiều hơn nữa. The earth element in our body is one with the earth. Let it go back to the earth. Let go of the earth element. Nhân tố đất trong cơ thể ta là một với đất. Hãy để đất trở về với đất. Hãy buông bỏ nhân tố đất.
The water element in our body is one with the clouds, is one with the water on the planet. Let go. Let go of the earth element and the water element. The heat in your body belongs to the sun and to the earth. Let it merge with that. Let go. Nhân tố nước trong ta là một với những mây, là một với nước trên hành tinh này. Hãy buông bỏ. Buông bỏ nhân tố đất và nhân tố nước. Nhiệt bên trong cơ thể của ta thuộc về mặt trời và trái đất. Hãy để yếu tố đó hòa nhập với trái đất. Hãy buông bỏ. The air element inside of you has always been one with the air in the nature. It's never got separate. Nhân tố khí bên trong ta đã là một với khí trong tự nhiên và chưa bao giờ tách rời. The space in every cell of our body and in this entire consciousness of ours has never been separate from the space. You are one with this universe. Khoảng không trong mỗi tế bào trong cơ thể và cả tâm thức chưa bao giờ tách rời khỏi không trung. Ta là một với vũ trụ này. Hãy buông bỏ. Ta là một với vũ trụ. Bhumirapodalu vayu kammano buddhi devacha ahankaram iti ami bhinnah prakriti rashtadha. Shanti, shanti, shanti. Take a couple of deep breaths in. Take a few deep breaths. And slowly and gently breathe out.
Hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Tiếp tục, chúng ta hít thở thêm vài hơi sâu chậm và nhẹ nhàng nữa. Rồi sau đó từ từ mở mắt ra.